Dự án căn hộ Grand Sentosa quy mô gồm khu khách sạn 5 sao, khu trung tâm thương mại, khu cao ốc văn phòng Officito, khu căn hộ cao cấp và hệ thống tiện ích đẳng cấp do Novaland phát triển. Khu phức hợp căn hộ The Grand Sentosa do Novaland phát triển được định vị tại phân khúc hạng sang trên khu đất hơn 10 ha trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Nhà bè tiếp giáp với quận 7 và liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Được đánh giá là vị trí đắc địa khu Nam Sài Gòn. The Grand Sentosa nằm trên trục tuyến giao thông quan trọng, cửa ngõ phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, ngay giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ nên việc di chuyển kết nối vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Tây vô cùng thuận lợi. Cùng với đó là liền kề các khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Zhangjiang của Hàn Quốc. Khu đô thị Nhật Phước, khu căn hộ The Grand Sentosa gây ấn tượng bởi những tiện ích cao cấp bậc nhất, xứng đáng được chọn làm nơi nghỉ dưỡng, nơi an cư và đầu tư sinh lợi được giới chuyên gia đánh giá cao. The Grand Sentosa sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp như khu vui chơi giải trí, bến du thuyền, khu giải trí ven sông, công viên xanh, bệnh viện và trường học quốc tế, rạp hát, trung tâm triển lãm trên không, phố đi bộ ven sông, công viên nhạc nước cùng nhiều tiện ích khác, mang đến cuộc sống 365 ngày nghỉ dưỡng thư thái cho cư dân. Thiết kế The Grand Sentosa có kiến trúc hiện đại, trang bị phun kính lâu 3 lớp từ trần đến sàn. Thiết kế căn hộ Grand Sentosa Novaland gồm các căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Diện tích từ 61m² cho đến 145m². Căn hộ The Grand Sentosa chính thức ra mắt và mở bán trong quý 2 năm nay. Quý khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 0909 910 884. Thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com tư vấn và phân phối dự án.